Hiếu Minh Alo xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hiện tại bờ đang buổi tối, chiều tối các bạn, buổi chiều tối ngày 12 tháng 10 và hiện tại em đang có mặt tại cơ sở 1 bên em là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Và trong video hôm nay em rất vinh dự được test liền lúc là hai chiếc đẩy BWK10 hàng nội địa Trung Quốc mà em đã về từ hôm qua hôm kia em giới thiệu review trong hai video trước rồi. Và trong video này trước khi xuất đi hai cục đẩy này cho hai bác khách thì em sẽ review cũng như là có một chia sẻ kinh nghiệm đối với sản phẩm đẩy hàng nội địa Trung Quốc nó sẽ khác biệt ở phần nào và các cùng xem. Vì hiện tại trên thị trường em có thấy một số bên bán K10 nhưng nó không phải sản phẩm hàng nội địa Trung Quốc, nó sẽ là bản nhập về. Bản nhập thì nó sẽ có một đặc điểm khác hẳn và chất lượng sẽ khác với so với bản nội địa và với chất lượng rất là tốt. Thì bác cùng xem Hiếu Minh sẽ phân tích rõ hơn và sâu hơn trong video ngày hôm nay. Và trước mắt các bác thì phía đằng trước đối với bản nội địia là một cái giao diện như bản nội K8 nội địa bên Hiếu Minh vậy. Thì cái giao diện nó thứ nhất là nguồn ở đây phải đó, cái đầu tiên em muốn phân tích các bác vào đối bản K10 thì sẽ mặt một chiếc mặt phay đen, phay nhôm đen bác nhá, phay nhôm đen. Thì các bác cùng xem thì bốn kênh nó sử dụng bốn chiếc áp. Đây là các mỗi chiếc áp đây là mặt trước mặt phay nhôm thì nó sẽ có cái đèn đèn lồi ra nhé, đèn lồi ra có lưu ý này luôn cả bản nội địa nhé, đèn lồi ra đấy, đèn này đèn lồi ra đó. Thứ nhất mặt phía trước thì đây này em sẽ giới thiệu đến review phần thùng thì các bác cùng xem đây bản phần thùng nó thì phần thùng nó được kê đến hai lớp thùng và kê đến hai cái tấm lắp rất là chắc chắn đấy. Và cái sách hướng dẫn vậy đối bản nội địa em lưu ý các bác thì nó sẽ chỉnh chu, ở đây là cái bản người Trung Quốc họ dùng thì họ rất chỉnh chu ở đây khi họ xuất ra cái, vì nó là bản chuẩn nên nó rất chỉnh chu ở cái gì từ cái phần tên sản phẩm nó hiển thị rõ ở cái quyển sách này, rồi là để hướng dẫn các bác là gì, hướng dẫn bác là thứ nhất từ thông số bên ngoài, từ logo đèn chiếc áp đầy đủ hết các nhá. Và đối bản này nó bản nội địa Trung Quốc nhưng nó là sản phẩm có xuất đi một số nước như quanh đây như châu Á hoặc một số Đông Nam Á đấy. Đây nó ghi rõ hiển thị từng vế, ở đây là từng cái tín hiệu đường vào đường ra, nó hiển rõ đánh dấu và nó sẽ có phần giải thích đây các nhá, giải thích đây bao nhiêu vôn CSB CSA đấy CD và tương ứng vậy. Thì các bác hiển nhiên có một số bác thì mua đẩy bên em thì nhiều bác còn chưa biết đâu cái phần lưu trích này, thì đối với dòng đẩy này nó rất tỉ mỉ đây, thì các bác nhìn rõ cái đường nâng ra của lưu trích thì nó hiển rõ ở đây, nó đấu cực đây nó ghi rõ này các này đấy, một âm một dương nó ghi rõ đây các nhá, đấy em thấy rõ này đấy. Thì bác có thể về bác có thể dở quyển sách ra bác có thể sử dụng rất tiện lợi mà không cần phải cái bài hướng dẫn của bên bình thường là một số kênh hay một số bản kênh em một số em phải có một cái bài hướng dẫn, thì đối với quyển sách này thì hết tất cả các thông số cũng như là hướng dẫn các bác để tự đấu lối được đối với sản phẩm đẩy này. Và với công suất cho ra là như em báo cho bác cũng như là nhà cung cấp và nó hiển rõ đây là 900W một kênh và từ 4 kênh là 3600W. Thì có model 900W nhân 4 kênh ở lỗi chở 8 ohm, ở lỗi chở 4 ohm nó sẽ là 1350W. Đấy bảo rõ luôn nhé, 1350W mỗi kênh ở tính ở chế độ 4 ohm. Và đây nó hiển thị rõ ở đây phần độ nhạy, rồi thông số, rồi kích thước thùng, rồi kích thước trọng lượng của dòng đẩy nó ghi rõ ở đây là trọng lượng 32kg cả nguyên thùng. Thì hôm qua em đã cân rồi, các bác cùng xem video trước rồi đúng không ạ? Ở trong video đây ở ngoài cửa hàng em không cân thì không cân lại nữa, thì các bác cùng xem lại. Và trọng lượng tổng của nó là cả nguyên thùng là 32kg. Và đối với dòng K10 này cái kết cấu ở đây lượng sò cũng như là phần tụ thì nó tương đương với K8 nhưng cái trọng lượng của nguồn đồng lớn hơn vì thế con này nó trọng lượng lớn nặng hơn so với con K8 là 1kg. Nhưng K8 bản nội địa trước đó Hiếu Minh đang bán thì nó nặng lượng tổng trọng lượng của nó cả nguyên thùng nó là 31kg. Thì đối với bản K10 thì lọng tổng là 32kg, nó còn cái nguồn đồng lớn hơn để cho công suất ra mạnh mẽ hơn. Và size của nó là size 2U, đó là cái một số thông số để nhận biết đối với bản nội địa. Và em quay sơ lược về mỗi thùng với thông số bên sách vở. Và đối với quay lại phần nội thất thì các bác cùng nhìn nội thất đối với bản K10 thì các bác lưu ý K10 thì nó sử dụng ở đây là cái mạch của nó, mạch ở đây mạch màu đen các nhá, mạch kíp đen, một dòng mạch cực kỳ chất lượng, ứng dụng ở một số dòng đẩy cao cấp như sản phẩm như bên kênh em có những sản phẩm của đẩy APP hay những sản phẩm đẩy của PS, sản phẩm đẩy nó bán 8 triệu đồng hay hơn 8 triệu đồng thì nó sử dụng mạch kíp đen này, một sản phẩm mạch cực kỳ chất lượng đấy, các bạn nhìn rõ nhá. Và đối với cái trở xứ nó
phẩm chất lượng thì nó dán hàng đây, dán chắc vào, không lung lay này bác nhỉ, không lung lay được, nó ép rất là chắc, nó thẳng tắp luôn, không lung lay, không sập sạch. Không, xử lưu ý và linh kiện rất là chất lượng, sử dụng dòng sò Senken ML1526 ML1526 bác nhé, và MP1526 bác nhìn rõ nhé, ML1526 và MP1526, và sử dụng đến 16 tụ lọc nguồn, chỉ số tụ là 15.000 mi và 80V. Và sử dụng đây là 4 quạt gió tản nhiệt bác nhé, 4 quạt gió tản nhiệt đối bản K10. Và đây cái phần mô đen của nó bác lưu ý này, mô đen trên cái bán kính nguồn nó ghi rõ này, mô đen K10 và thông số điện áp rồi là điện ra đầy đủ bác nhá. Đấy bác nhìn rõ nhá, hiển thị rất là rõ. Khi một sản phẩm chất lượng thì nó phải hiển rõ từ cái thông số, từ những linh kiện, bán kính nguồn ra để bác có thể đo được, phân tích được. Và bên cái lắp nguồn nó bác nhìn rõ, ghi rõ hiển thị thương hiệu BVK. Đấy là một sản phẩm đặc điểm, nó sẽ khác biệt hẳn so với sản phẩm hàng nhập, có thể là gọi là hàng kém hơn. Thì bản nội địa này em về em quay chi tiết ở những video trước em live stream thì nó chưa rõ ràng, thì trong video này trước khi xuất hai cũng để cho hai bác khách thì em sẽ review luôn để mọi người phân biệt được. Cái tín hiệu đường mà vào thì gồm 4 đường tín hiệu bằng vào, thì đường ra thì nó gồm 4 đường tín hiệu ra bằng lưu trích này, và 4 đường ra, 8 đường ra bằng các kẹp truyền thống. Và tương ứng của nó, đường ra của nó ngoài ra nó sẽ có 4 đường link. Cái đường link này nó sẽ có hai tác dụng, là một là các bác có thể sử dụng ở đây là link sang một thiết bị khác, đây là cục đẩy như anh em chơi sự kiện hoặc cả phòng hát thì có link được rất là tiện lợi, link tín hiệu. Và nó cái ứng dụng nữa là ứng dụng đó là bác có thể sử dụng ở đây những sĩ quan văn cơ hay một số giảng vang. Thông thường thì nó chỉ có hai đường tín hiệu xuống thôi, thì hai đường tín hiệu xuống thì các bác có thể sử dụng đối với đường này, nó sẽ tận dụng đường link. Như khi hai đường tín hiệu xuống bác chỉ cấp vào bút như AB, thì các bác hiển nhiên bác có thể mượn được đường link của AB để link lên CD để bác sử dụng 4 kênh. Và các chế độ đánh của con dòng này nó hiển thị rõ, ví dụ như dồn kênh, parallel cân bằng, shifter, thì các bác đánh thường ở chế độ shifter tiếng nó sẽ hay hơn. Và các chế độ đánh như 0.5 đánh thoát tiếng, và những chế độ như 1.4 và 1.0 là sử dụng đánh chống cháy. Ở đây nó còn cái phần CD nhá, modem. Rồi đây mã quét chìm bác nhá, mã quét chìm. Đấy là một số đặc điểm bác nhận diện trong video này, em thể hiện hết để bác cùng xem cũng như là đối với sản phẩm nội địa chất lượng như thế nào. Từ cái phần linh kiện nó sẽ là nó khác biệt hẳn từ sử dụng dòng sò chất lượng, sò Senken, cũng như là các cái phần chân nó rồi phỉ mạch của nó đều được bơm keo, phỉ mạch rất là chất lượng, hài đấu cho anh với. Và đây hôm nay em sẽ quay đây là xuất đi cho hai anh, là anh Nguyễn Đức Đông có địa chỉ tại 368 Thạch Lợi, Thạch Bình, Tân Biên, Tân Lễ, Tế Linh, anh lấy em cục đẩy về cấp K10. Và anh Đinh Đình Nguyên có địa chỉ tại 2/11 đường 2D, khu phố 4, An Lạc, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh lấy em cục đẩy K10. Nghe trong buổi chiều tối nay em xuất đi hai chiếc, xuất đi cho hai anh. Thì tiện trong video này em có bài phân tích chi tiết và cũng như là test chất âm để các bác cùng xem cái mẫu đẩy này, mẫu đẩy cực kỳ khỏe và với mức giá để các bác dùng thử. Hiện nay như có cái hôm trước em về tổng cộng là 100 chiếc đẩy, thì em bán cho các bác với giá dùng thử, giá tốt nhất thị trường hôm nay đối với sản phẩm K10 chất lượng nhé, với công suất 9W một kênh, với giá 6.800.000 đồng giá trên tại cửa hàng. Đấy, các bác mua đẩy bên mình thì em vẫn tặng cho bác một cặp rắc nhé, các bác lưu ý này, tặng cho bác một cặp rắc. Thì đây trước khi đấu em sẽ đấu ở đây là mỗi kênh đấy một quả bát 40, trong đó một cặp phát tin F15 và một cặp loa B3 ZS215 35 mã, dòng loa bãi xịn. Đối dòng này chạy từ nó là từ 220 coi 100 F từ 17. Đấy, cho thì bác cùng nghe hai dòng loa khác nhau thì có thể là nó bật lên nó trung âm ấy nhá, nó sẽ trung âm nhau, hai dòng loa tiếng nó sẽ hơi khác nhau một chút đấy, nhưng cái quan trọng tiếng nó ra lực mạnh mẽ. Thank you.
bác cùng nghe vừa xong em. Ở đây nhích một ít thôi bác nhá, bác chứng kiến này. Em lại đấu chay nhá. Nhích một ít thôi mạnh mẽ như nào. Em đấu chay thôi nhá. Tín hiệu từ TV em cập trực tiếp vào này. Đấy bác nghe nhìn rõ nhá. Trực tiếp vào và em link từ hai cổng AB sang CD và tương ứng với 4 loa ra. Khủng khiếp nhỉ. Em chỉ nhích một ít thôi. Chỉ nhích để tín hiệu thôi. Chưa sử dụng hết tính năng công suất của này vì vẫn nên. Và như các bác có nhu cầu yêu mến sản phẩm đẩy thương hiệu của BBK như là dòng K10 chất lượng này ở nước Trung Quốc thì có thể liên hệ trực tiếp với Hiếu Minh qua hai số điện thoại là 0919182233 hoặc 0869997229 để em tư vấn và lên đơn ship code CD bác nhé. Hoặc các bác có đến cơ sở bên em là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội hoặc 184 Nguyễn Thuận Long Biên Hà Nội. Hiện tại em đang có hai cơ sở và hiện tại đây là cơ sở 1 bên Hiếu Minh là 364, hoặc truy cập website bên Hiếu Minh là hiếu minh auto.vn để tham khảo tất cả những sản phẩm Hiếu Minh đang bán. Đây là mẫu đẩy có thể lý tưởng và có thể cho từ nay đến hết năm 2019. Mẫu đẩy cực kỳ lý tưởng và uy lực và cái mức giá nó đưa ra có thể nói rất là dễ thở và dễ chịu cho bác, như là anh em đi phòng hát như bác chơi gia đình. Đấy. Mẫu đẩy là đẩy mới tinh, được bên em bảo hành đến 1 năm và đổi mới trong 1 tháng đầu. Đấy, và cảm ơn các bác đã xem video của mình cũng như gửi lời cảm ơn đến hai anh đã đặt niềm tin đến cửa hàng Hiếu Minh và xin chân ái chào tạm biệt các bác và chúc khỏe các bác cũng như hai anh và gia đình là luôn luôn mạnh khỏe và các bác có một niềm đam mê âm thanh và mãi mãi và xin chào tạm biệt.